Architect được thành lập bởi Nguyễn Đức Hạnh, con trai chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Hèn chi, ngay từ khi chân ướt chân ráo nắm chức chủ tịch Hà Nội, ông Trung đã chỉ đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp cấp thoát nước trên địa bàn phải mua độc quyền chất hóa học red oxy 3C tại một địa chỉ duy nhất là công ty Architect, vừa được thành lập vỏn vẹn có 9 tháng tại địa chỉ nhà ông Trung mà không cần phải qua đấu thầu, giúp công ty sơ sinh này vươn vai thành thánh gióng với loạt hợp đồng béo bở tại Hà Nội. Thực ra thì những điểm mạnh của anh Trung như mua máy móc hiện đại từ Đức, nhập hóa chất xử lý ô nhiễm từ Đức đã được thực hiện ngay khi anh lên nắm chức chủ tịch. Tân chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo dừng ngân sách để mua ở công ty Architect ở chỗ siêu thị Minh Hoa, bất chấp vào thời điểm anh chỉ đạo, công ty này mới lập được 9 tháng bởi một cậu bé vừa mới ra trường. Anh Trung và lãnh đạo các sở ngành ở Hà Nội đã giúp cậu bé start up ngoạn mục, khiến cho một công ty sơ sinh vươn vai thành thánh gióng, thâu tóm những món béo bở ở Hà Nội. Cậu bé lập nên công ty Architect là Nguyễn Đức Hạnh, con trai Nguyễn Đức Trung. Để giúp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Architect được độc quyền tiêu thụ tại Việt Nam mà không cần thử nghiệm sản phẩm, thành phố Hà Nội đã lập tổ công tác theo dõi các hoạt động thử nghiệm xử lý hồ bằng chế phẩm Red Oxy 3C, gồm có 3 phó giáo sư tiến sĩ cùng với hàng chục cán bộ lãnh đạo ở các sở có liên quan của thành phố Hà Nội tham gia. Do hóa chất này chưa từng sử dụng ở Việt Nam nên trong kết luận, ông Trung đã giao việc lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng chế phẩm cho chính các cơ quan chức năng của thành phố. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ phải tự làm các thủ tục, thì việc này được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội lập hồ sơ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin cấp phép sử dụng. Sở Ngoại vụ phải tham mưu để ông Nguyễn Thế Hùng đàm phán ký độc quyền tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam. Tất cả những việc này đã giúp cho công ty Architect trở thành đơn vị độc quyền cung cấp sản phẩm Red Oxy 3C cho thành phố Hà Nội mà không phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Trong khi tại thời điểm đó, công ty Architect mới thành lập 9 tháng và chưa từng có kinh nghiệm xử lý ô nhiễm. Nguyễn Đức Trung nổi lên như thế nào? Ngôi sao mới Nguyễn Đức Trung nổi lên như một hiện tượng của chủ nghĩa dân túy, không kém gì Đinh La Thăng. Trong kỳ này xin chia sẻ những hiểu biết về Nguyễn Đức Trung, người có hỗn danh là Trung Con, đương kim đô trưởng. Trung Con là tướng công an, Trung có một email có tên Trung Hình Sự. Ở Việt Nam, một thằng hình sự khác gì một tên giang hồ, cùng sống và cùng tồn tại. Trung Con lên như diều gặp gió khi gặp được Út Anh, khi Út Anh là Bộ trưởng Bộ Công an. Trung quen một người họ hàng nhà Út Anh và người này giới thiệu Trung tới Út Anh. Út Anh nhận Trung là con nuôi, đuổi Nguyễn Đức Bình từ Thiền Quang về Học viện Cảnh sát để đưa Trung lên trưởng phòng ở số 7, rồi đưa Trung lên phó giám đốc. Khi Nguyễn Đức Nhanh làm giám đốc công an Hà Nội, Trung ỷ thế Út Anh muốn lên ngay phó giám đốc, nhưng Nhanh ủng hộ Toản Long Biên. Nhanh và Toản cặp bồ với hai chị em ruột một nhà và ở góc đó như hai anh em đồng hao. Nhanh nói chung là chú có quan hệ thì anh cũng có quan hệ. Chú chơi với bộ trưởng, anh cũng chơi. Chú ngôi trật tự, Trung phải chờ thật. Cuối cùng thỏa hiệp, Trung và Toản cùng lên. Khi Nhanh nghỉ, Trung lên thay. Việc đầu tiên là Trung đuổi Toản đi ngay tắt lửa. Trung có chị gái tên Vân, nổi tiếng với nghề cho vay nặng lãi. Hình như đâu đó chuyển nhau câu chuyện là Trung nói chị gái thôi cho vay nặng lãi, có gì Trung nuôi. Nhưng hiếm có nơi nào cho vay nặng lãi phát triển như Hà Nội. Những quảng cáo cho vay không thế chấp khắp nơi là biểu hiện sinh động cho vay nặng lãi. Trung Con có vẻ ra dáng trong sạch, trong mắt anh công an là không ăn bẩn, bởi họ nói rằng Trung có siêu thị. Trước tên là siêu thị Thái Hà, nhưng chắc Trung Con sợ nó giống với tên giáo xứ Thái Hà nên đổi là Minh Hoa. Bởi chính đây là nơi trùm buôn lậu rượu. Các nhà hàng cửa hiệu phải mua hàng từ đây, và thế là Trung không thêm tiền lẻ. Gần đây, Trung nói 150 trên 80 quán bia hơi khảo sát có công an bảo kê, bởi Trung biết rất rõ điều này. Trung biết, và dưới thời Trung làm giám đốc không xử lý, giờ Trung Con đổ lỗi cho Đoàn Duy Khương, và lại được tiếng là thẳng thắn trong sạch. Trung rất giỏi phát biểu mị dân. Với Trung chỉ ăn to, ăn ít mối, nhưng miếng nào ra miếng đó. Trung là giám đốc, Trung cho nhân viên tặng hoa sinh nhật từ cấp phó phòng, huyện phó, quận phó công an trở lên và cả vợ của họ. Trung cho làm điều này ra vẻ tử tế quan tâm nhưng thực ra là theo dõi. Trung Con lên làm chủ tịch Hà Nội, cho an ninh theo dõi tất cả từ cấp phó phòng trở lên và các mối làm ăn quan hệ.
cho nên Trung phát biểu có ai dám phản ứng gì đâu. Nghề công của Trung con thực sự phát huy tác dụng theo đúng nghĩa của một thằng hình sự. Khi Trung con lên làm chủ tịch, với danh nghĩa mua sắm công tập trung, mọi đầu mối mua bán về cho con trai Trung là Nguyễn Đức Hạnh thực hiện thông qua Trần Anh. Bộ Công an lúc trước thu hồi 3.000 máy tính mà Trung con mua vì nhiễm mã độc của Trung Quốc. Điều này cho thấy được bóng ma Trung Quốc trong nhóm Trung và Hải Tàu, tức là Hoàng Trung Hải. Hải muốn leo cao hơn khi chập với Quang và Hải để Trung con tự tung tự tác, tránh mâu thuẫn với Trung. Mua bán nhỏ hơn như từ cái máy cắt cỏ, máy in cũng do Trung can thiệp. Cuối tuần, Trung cùng đệ tử giao lưu với các lãnh đạo quận, huyện và giới thiệu để mua bán. Trung là công an, không biết gì về kinh tế hay là quy hoạch xây dựng. Từ khi lên đến nay, Trung con cho ký các dự án nhiều bằng cả mấy nhiệm kỳ của Nguyễn Thế Thảo và Nguyễn Quốc Triệu cộng lại. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ lúc đó suy nghĩ ốm và suy nghĩ vì không chịu được sự mất dạy của Trung con. Có Chủ tịch Cầu Giấy và Bí thư Ba Đình cũng suy nghĩ và chuyển. Cả hệ thống chạy theo phục vụ những mưu đồ phá nát thủ đô của Trung con. Trung bắt Tứ thu tiền của nhà đầu tư nước ngoài. Tứ không thu. Tứ nói nếu thu thì phải đưa vào ngân sách, nhưng Trung bắt thu ngoài. Trung chửi Tứ công khai giữa cuộc họp. Nhóm 3X cùng với Đại Quang Hải Tàu lúc đó chỉ đạo Trung chống lệnh Phúc Nghẹo làm phá nát nền kinh tế. Cũng như trường hợp cảng Quy Nhơn ở tòa nhà Hasinco, Trung cho hạ phần vốn nhà nước và biến thành tài sản của nhà Trung. Trung ký biến các dự án khống, không đủ giấy tờ và hợp thức hóa để các công ty không đủ năng lực thực hiện dự án. Từ chỗ giấy tờ không hợp lệ thì giờ đây Trung đã hợp thức hóa và giá tăng lên 50 đến 100 lần, Trung hưởng lợi từ đó. Tập đoàn Lá Vọng có mối làm ăn buôn rượu lậu với nhà Trung bao nhiêu năm được đền đáp bằng việc nhảy vào làm bất động sản. Trung chỉ duyệt cho công ty nào có quan hệ, còn chỗ khác Trung không phê duyệt. Có một số công ty sau được Trung ưu ái như Lã Vọng, Bắc Chín, Sun Group, Vin Group, SHB của Hiển Mít, Bitexco có gắn với 3X, An Bình Galaximco của Tiền Còi. Việc chính phủ ngầm chỉ đạo không cho FLC, Vin và Sun Group vay tiền của ngân hàng, thì Trung ký hợp thức hóa các dự án với việc liên kết và các đơn vị khác đứng tên vay tiền. Trung tiếp tục làm cho nền kinh tế chết vì tiếp tục đổ tiền vào bất động sản. Thật là bi kịch cho một dân tộc khi không thể chọn được người tài cho vị trí đô trưởng mà lại chọn một tên tướng cướp. Khi nền kinh tế xã hội bị phá nát, nhóm 3X và đệ tử chứng minh rằng nhóm Phúc Nghẹo không có khả năng điều hành đất nước. Trung chống lệnh Phúc Nghẹo về dự án giảng võ như thế nào? Khi Phúc phát biểu ở giảng võ xây 50 tầng thì hạ tầng đâu cho đủ? Trung đã phản ứng như thế nào? Trung nói là đã có cách là mở rộng đường Đê La Thành, có nghĩa là phá người này để phục vụ kẻ khác. Theo từ nghiệp vụ công an là Trung con đã mã hóa hết tất cả các tài liệu về giảng võ, nhưng nói nôm na là Trung con đã giấu hết tài liệu này để không thể kiểm tra được. Theo quy hoạch thì không được có thêm sân ở hai phường Thành Công và Giảng Võ, nhưng khu triển lãm giảng võ do Trung ký quy hoạch sẽ có thêm 5.300 căn hộ với khoảng gần 20.000 dân. Tức là dân số của 4 phường nữa sẽ được nhét thêm vào khu vực này với khoảng 5.000 xe ô tô và 10.000 xe máy nữa. Nhớ lại vào ngày 5 tháng 4 năm 2016, Trung ký quy hoạch nhà cao tầng Hà Nội. Trong đó, đường giảng võ không thể cao hơn 27 tầng, bên trong không quá 21 tầng. Đến tháng 9 năm 2016, Trung ký cho giảng võ xây 8 tòa 50 tầng, 2 tòa 45 tầng. Ở Liễu Giai, Vincom cũng được xây 45 tầng. Sao chỉ Vincom được xây 45 cho đến 50 tầng? Xin nói rõ thêm ở dự án này, 3X cho Vincom làm đầu tư chiến lược ở triển lãm giảng võ với việc phải xây chung triển lãm tầm quốc gia. Giá 1.000 tỷ đồng xây cái mới với điều kiện phải có triển lãm mới cho lấy giảng võ. Có 32 hectare đất làm đối ứng ở Mỹ Đình. Vincom chế ít nên lấy thêm 100 hectare đất ở Đông Anh. Cũng chê. Mỹ Đình nhỏ nhưng vẫn bị lấy và Phạm Nhật Vượng cho triển khai để bán luôn 32 hectare Mỹ Đình. Dự án Vinhome Mỹ Đình bán với giá biệt thự 250 triệu một mét vuông. Bên Đông Anh vẫn là bãi đất trống. Và nếu như 32 hectare ở Mỹ Đình đã biến thành dự án của Vincom thì giảng võ đã bị phá và đem bán. Theo Nghị định 51 và 52 ND của Chính phủ thì Vincom là nhà đầu tư chiến lược và không được bán trong vòng 5 năm. Chưa được một năm, Vincom đã bán cho Tân Hoàng Minh và SHB với giá 9.000 tỷ.
Tiền này có đóng thuế. Điều đó có nghĩa là nhà nước mất 32 hectare đất Mỹ Đình và mất thêm gần 10.000 tỷ chênh lệch vào túi bọn Phạm Nhật Vượng. Tất nhiên, chung con và nhóm 3X Hoàng Trung Hải Đại Quang lúc đó có phần lớn ở đây. Vincom xin xây đường trên cao từ Tham City qua Royal City lên Giảng Võ. Đất đối ứng là 100 hectare bên Long Biên. Dự án đường chưa thấy đâu thì Vincom đã bán đất xây nhà bên Long Biên đi rồi. Luật về BT thì xây xong chuyển giao mới trả tiền. Ở đây không phải là trả đất mà là đất đó đem đấu giá. Ai giá cao thì được mua, lấy tiền trả cho công trình chứ không có nghĩa là nhà đầu tư xây dựng sẽ được mảnh đất đó. Chỉ riêng những chi tiết đó thôi cũng đủ thấy sự tàn bạo của Trung Con khi phá nát nền kinh tế và phá nát đất nước này như thế nào. Và việc đem đất cho Vincom bán đủ bắt Trung Con về tội phá hoại đất nước rồi. Trung bị ung thư, không biết có qua được hết năm nay. Trung muốn vơ vét trước khi chết. Trung sẽ biến mọi mảnh đất trống ở Hà Nội thành của Trung trong vòng một năm nữa, trước khi Trung dự báo có thể không qua khỏi với ung thư. Xin nói thêm một chi tiết liên quan đến Vincom, Vingroup của anh em nhà Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ. Đám Vượng Vũ cùng Trung cho xã hội đen chấn áp báo chí, viết về lời Thủ tướng nói về Giảng Võ. Lời Thủ tướng lúc đó mà đám này còn bịt được. Ở Hà Nội giờ đây, không ai dám nói ngược với Trung.